Con chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú nhớ ủng hộ kênh ba con với mẹ con nha bà cô chú. Chào cả nhà. Bữa nay là ngày 14 cả nhà ơi. Bữa nay mình làm chả chay để mình ăn tương nha cả nhà. Đầu tiên là mình có đậu hũ trắng nha cả nhà. Để mình bóp nhuyễn ra để mình bóp nhuyễn ra để mình dắt nha cả nhà nha. Mình dắt để nước ráo hết để bắt đầu mình làm cho nó dai với cả nhà. Giờ mình dắt cái này xong rồi ráo nước rồi nè cả nhà. Cho hết nước luôn đúng không nội? Bây giờ là mình có mấy cái nguyên liệu để mình làm. Đây là bún tàu, đây là củ cải đỏ mình bằm nhuyễn, cái này là nấm mèo nhuyễn luôn, cái này là nấm đông cô ở nhà. Nấm đông cô con nghe mùi thấy thơm á. Cái này là củ hành. Giờ bắt đầu mình bắt đầu giờ mình để đây, giờ mình đi xào những cái nhà. Giờ mình trút nó vô luôn được nè. Giờ mình để cái này vô trước nè. Cái này để vô trước nè. Rồi giờ mình để hai cái thứ này đây. Mình đi xào hai cái này như cái nhà. Để cho thơm để mình để vô. Giờ mình bắt đầu mình xào như cái nhà. Mình ở chợ lớn thì có hành ba rô, còn mình ở đây không có, thôi mình lấy đầu hành mình làm đỡ, thôi mình ăn tương ở nhà thì cũng không có đến đổi gì ăn thua cái lòng mình nha cả nhà. Mình xào cho hơi thơm có mùi là được rồi. Chợ lớn thì có hành ba rô, chợ mình thì không thể nào có hành ba rô được cả nhà. Rồi giờ nó thơm rồi, giờ mình để cái này vô nha, mình để nấm đông cô vô nha cả nhà. Rồi mình để nấm mèo vô luôn. Giờ mình cho vô một chút xíu bột nêm chai nữa nè. Để cái đó vô chi vậy nội? Cho nó vừa với cái này con. Xào khô có miếng nước nè, giờ mình làm như vậy nè, nó không có nước, nó không có bở. Rồi vậy được cả nhà. Giờ qua đây chút chơi luôn. Thơm quá nội. Giờ bắt đầu mình nêm vô nha cả nhà. Nêm vô một muỗng cà no của nồi cà no chay. Một muỗng đường. Muỗng rưỡi đi. Muỗng hơi nhỏ.
có lại gì vậy nội? Này một chút muối con. Một chút muối. Một chút muối tiền. Nước tương nha cả nhà. Tiêu, đổ tiêu vô lúc này. Ừ, giờ nó tiêu vô. Hai muỗng tiêu. Không, một muỗng thôi, tại vì nó ít. Mình cũng để vô vô một muỗng dầu màu điều nha cả nhà. Rồi giờ mình mang bao tay. Cái này phải mình mang trong tay, mình phải nhồi cho hơi lâu lâu chút nó mới dai nha cả nhà. À còn để bột. Mình để vô 2 muỗng bột. 2 muỗng bột nha cả nhà, 2 muỗng bột mì. Này mình nhồi càng lâu thì nó càng dẻ, nó dẻ càng dai. Ở nhà xong rồi nội làm gì nữa rồi? Nội làm xong rồi nội hấp. Mình làm thì cũng ăn cũng có nhiều ở nhà ơi. Mình làm cái này mình cho em mình miếng mình cho ở trong cậu tám á, cậu tám thì 4 gram, cậu tám cũng ăn tương. Rồi mình làm đây chứ mình ăn cũng ít lắm, rồi mình đem cho em mình miếng ăn. Cả nhà giờ mình xong rồi, mình được một khay một xỉnh hấp này nha cả nhà. Giờ bắt đầu mình hấp nha. Rồi, đây là xong. Giờ mình hấp chắc cỡ 20 phút, 25 phút là được nha cả nhà. Bây giờ mình làm cái nước để mình tráng mặt cho nó vàng vàng giống như hộp gà cả nhà. Thì trong đây mình có một muỗng bột với một muỗng dầu màu điều. Vậy cái rồi mình pha lại cái mình quét lên mặt cái nó thành màu vàng vậy cả nhà ơi, cho nó giống giống vàng vàng cho nó đẹp đó cả nhà. Rồi vậy cái mình để lát nữa mình quét mặt cho cả nhà nha. Giờ mình ém cho nó dễ dễ xuống, để dễ xuống cái mình tét mặt lên. Mấy cái dụng cụ này là của con mình, nó gửi về cho mình xài. Rồi bắt đầu mình quét nha cả nhà. Những mấy cái cây quét này là của Ly gửi về cho mình xài nè cả nhà. Nhà thấy giống không? Giờ mình hấp lại chừng 1-2 phút nữa là xong nha cả nhà. Giờ chín rồi nên bà nội con gấp ra nha bà cô chú. Rồi giờ mình gấp ra cả nhà ơi. Cả
nhà ơi, giờ mình đã làm thành phẩm rồi cả nhà. Mình cũng cảm ơn cả nhà đã xem video mình làm từ hồi làm. Bây giờ thành phẩm rồi, mình cảm ơn cả nhà nhiều nha. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe bình an nha cả nhà. Con chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú nhớ ủng hộ kênh ba con với mẹ con nha, ông bà cô chú. Bye ông bà cô chú.